thì tại số là 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Thì hiện tại là mình đang có mặt tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện Nguyễn Du. Và ngày hôm nay thì Bệnh viện Nguyễn Du thì rất là nhiều khách và rất là full lịch luôn. Đến giờ hình như bác sĩ cũng chưa được ăn lương đó mọi người nha. Để làm đẹp cho quý vị khán giả thì hiện tại bên trong đang phẫu thuật thì là em cũng đã xin bác sĩ việc rồi, mình sẽ vào trong xem. Thì bên trong đang có một cái ca mũi và một ca treo khuôn mày nha mọi người nha. Thì mọi người ngồi trong. Như mọi người biết thì đây là phòng, bên đây là phòng treo khuôn trên mày nha mọi người. Bên trong là một vị khách là một đơn mũi bọc sọ tai và cắt môi nha mọi người nha. Thì, lớn lớn lên tí thì mọi người có thể vào trong xem nha mọi người. Đây là chị khách ngồi trong nha. Cô này đang là chuẩn bị treo mày hả? Chuẩn bị treo mày nha mọi người. Thì cô đã được vệ sinh sạch sẽ mặt rồi nha mọi người. Và lên đó thì mình sẽ xin xanh định vị khuôn treo mày của cô nha. Định vị treo mày của cô nha mọi người. Rồi, bác Việt đang xong cái ca. Bây giờ mình quay tiếp theo tới bên chị khách này vừa thực hiện vừa xong, nhưng mà hiện tại là bên em đang phẫu thuật thì bên em không có quay cho mọi người xem rõ nha mọi người, thì em chỉ quay bên ngoài phòng phẫu thuật cho mọi người xem thôi. Vừa thực hiện xong ca mũi bọc sụn và mọi người nha. Nước mũi bọc sụn bằng tay hả? Bọc ngay đầu mũi nha. Phẫu thuật chưa? Nhìn từ xa là gắn mũi rất là đẹp. Thì nhìn từ xa thì hiện tại bên em nhìn từ xa thì hiện tại là dáng mũi của chị khách rất là đẹp nha mọi người. Em qua bên chỗ được. Đây là ca nâng mũi bọc sụn vành tay vừa xong nha. Bọc sụn vành tay á, để chủ yếu là bọc sụn ngay đầu, lấy miếng sụn bọc ngay đầu mũi để làm cho cái mũi của mình, đầu mũi mình tròn hơn và đẹp hơn ha. Thì bác Việt vừa hoàn thành xong cái ca mũi này. Và em cô khách này thì cổ cũng không có thích là chiếu trực tiếp vào gương mặt của cổ, cho nên là mình cũng sẽ đứng từ xa xa thôi, để được nghe cái cảm nhận của khách hàng sau khi nâng mũi nha. Em ơi, em chia sẻ chút xíu là mà khi nâng mũi rồi mình có đau không em? Nhưng mà nó không có đau, không có gì ha. Nhưng mà dáng mũi rất là đẹp. Và bạn cũng không có giấy, cho nên là mình cũng không có thấy được cái gương mặt của bạn rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ thấy là cô vừa nâng mũi bột sụn bình tai xong. Chủ yếu là nâng mũi bột sụn bình tai là để làm cho cái phương pháp nâng mũi này nó hoàn thiện hơn về cái đầu mũi. Nâng mũi bột sụn vành tai hay là gọi là nâng mũi phong thủy ha, thì thật sự luôn á là nó cũng là cái tên gọi thôi á em, bởi vì chủ yếu á là mình sẽ lấy cái sụn vành tai bọc ngay đầu mũi để đầu mũi được cao hơn, đẹp hơn, và nó sẽ gia cố cái phần đầu mũi của mình, da mình được dày hơn thì nó sẽ được đẹp hơn rất là nhiều. Và đây là bác sĩ vừa phẫu thuật xong ca mũi bột sụn vành tai nha. Các bạn thấy từ xa xa không, đầu mũi bay cao lên rất là nhiều ha, và đầu mũi cũng hơi tròn tròn luôn nha. Hiện tại Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có các cái chương trình rất là ưu đãi cho khách hàng, giảm hơn 50% ha, nâng mũi nha. Như là bây giờ mình mà gọi là tối thiểu một mũi là như là 40 triệu đi thì mình chỉ còn có 19 triệu 9 thôi, phải không em? Thì tùy theo kết cấu mũi mà khách hàng lựa chọn nha mọi người nha. Thì bây giờ hiện tại thì em sẽ quay sang đến bên phòng tiếp theo là phòng phẫu thuật về treo khuôn chân mày nha mọi người nha. Thì hiện tại là bác sĩ đang khám cho khách nha mọi người. Tiếp tục lại chút xíu mà. Là
Đây là hình ảnh bác Việt đang chuẩn bị cho khách tiếp theo là treo cung mài. Treo cung mài mất xô, em mua em lấy cái giấy. Dạ. Đào tí xíu mà phát nhẹ nhẹ, khi tìm thuốc tên làm rất là nhẹ. Thì hiện tại là đang trong phòng phẫu thuật đó, thì em cũng không có quay được những thông tác mà bác sĩ làm cho mọi người được. Thì treo cung chân mài này á, thì thời gian thực hiện thì cũng khá là nhanh mọi người nha. Thì tầm 40 phút thôi thì mình sẽ thực hiện xong cái treo cung chân mài này. Thì đối với những chị em nào và cô nào khoảng 40 mấy tuổi á, 30 mấy tuổi, thì những cái cung chân mài của mình bị sụp mí là thứ nhất nè. Thứ hai của mình là bị da thừa, da mỡ của mình rương dưới rất là nhiều, thì các bạn có thể là sử dụng treo cung chân mài Xco nha mọi người, tại sẽ đính cơ của mình diễn diễn cho mình luôn nha. Thì hiện tại là nó cũng sẽ không có đau và không cần nghỉ dưỡng rất là nhiều. Thì tầm 10 ngày thôi thì mọi người quay trở lại đây và cắt chỉ cho mình nha, và tái khám cho mình lại treo cung chân mài này. Thì hiện tại bên em đang có giá ưu đãi là chỉ còn 4,8 triệu thôi mọi người nha. Thì là treo cung chân mài cho mình. Thì hiện tại thì bây giờ em xin giữ im lặng để cho bác sĩ phẫu thuật tiếp theo ca chân mày này. Thì còn 3, từ còn 4 ca chân mày nữa đúng không bác? À, còn đến 4 ca nữa. Thì em sẽ xin thêm 4 chị đó livestream cho các bạn xem nha. Thì hôm nay là bên Việt Nam mình cũng rất là đông khách hàng nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem livestream và hẹn mọi người trong livestream tiếp theo ạ. Em có thể là phân tích cái hình của khách á, trước khi làm và sau khi làm ha. Dạ được ạ. Đây là khách sau khi nâng mũi xong ha, đang chụp hình lại đi làm hồ sơ. Còn bạn này sẽ phân tích cho mình cái ca treo mài tiếp theo nha. Như mọi người thấy đây, đây là cái treo mài của cô nha. Hiện đứng cái bát lên là cái phần da thừa và mỡ trên miếng mắt của cô rất là bị thừa nha mọi người nha. Thì cho nên là cô sẽ áp dụng cái treo cung chân mài đính cơ này nha mọi người. Và vị khách tiếp theo nha mọi người. Mũi rất là xinh đó, mũi bạn nó đẹp quá. Đây, như đây mọi người thấy ha, đây là độ tuổi cũng 40 mấy rồi. Cô này á, ngày xưa rất trẻ và rất là đẹp, tại vì cô có hai cái mí nha mọi người nha. Nhưng vì mình theo thời gian á, tầm 40 mấy tuổi trở lên á, thì cái mí của mình nó trở nên bị sụp nè, da thừa nè, mỡ nè, hầu như là ai cũng phải đi treo đứng cơ trên ngoài hết, để cho cái mắt mình nó to rõ. Và độ tuổi 50 mấy trở lên á, thường nước mắt sẽ chảy ra rất là nhiều, thì các bạn có thể là treo lên để cho cái mắt mình không còn bị chảy nước mắt nha mọi người nha. Và bây giờ thì em xin có thể là cắt cho chim và cho bác sĩ phẫu thuật và cho chuẩn bị đến ba cô treo cung chân mài tiếp theo nha mọi người. Chút xíu nữa thì sẽ live trực tiếp bắt việc phẫu thuật treo cung mài mốt xô, là cầu treo mài đính cơ cho những vị khách hàng này, và các bạn sẽ live trực tiếp cái hình ảnh trước và sau khi làm luôn nha. Như sáng là đã có live trực tiếp một ca treo mài mốt xô, là cô khách hàng đã được treo xong, thì bây giờ rất là đẹp, và hai bạn của cô là đã bắt đầu làm. Và đây là một cái đoàn khách hàng cũng gọi là thân thuộc của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Nguyễn Du, từ Bình Phước đến, và các cô đi rất là đông ha. Thì các bạn sẽ thấy đây, đây cũng là một cái cô khách hàng ở đây là đang chờ treo đây. Đó. Thì sau khi treo xong thì rất là đẹp, cho nên các cô rất là tự tin để mà vào trong phòng phẫu thuật làm, tại vì đây là một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, và cái tiểu phẫu này á, làm trong vòng 30-45 phút, và nó làm trẻ quá đôi mắt mình rất là nhiều, làm cho các cô trẻ lại tính 5 đến 10 tuổi. Cho nên là các cô á, là mỗi lần đi là đi 3 cô nè, 5 cô nè, cả một xe để làm mà đến để lấy lại cái tuổi thanh xuân cho đôi mắt ha. Thì có những cô á, là làm vừa treo mài vừa cắt mắt dưới đó, hoặc là cô treo mài mút xô kết hợp với lấy mở mắt trên. Tùy theo từng khách hàng, bác sĩ sẽ chọn cho mỗi khách hàng một cái phương pháp phù hợp, mỗi một cô khách phù hợp, để mà nó có được một cái vẻ đẹp như lúc mình 10 năm về trước nha. Tại vì bây giờ là mình đã sụp da, là sụp cơ, là rồi có mỡ,
Thì như vậy á, thì phải mỗi một cô khách nó có một cái phương pháp làm khác nhau để mà được trẻ lại nha. Thì hiện giờ thì mình sẽ ngưng cái đoạn livestream này nha, để một chút xíu nữa mình sẽ live trực tiếp mỗi trường hợp cho khách hàng xem ha. Và hồi nãy là một cái ca là nâng mũi một sụn gần tay ngay đầu mũi rất là ưng ý. Nhưng mà rất tiếc là bé đó bắt bé không có thích đưa hình nhiều, cho nên là mình vẫn gọi là cho khách hàng xem được cái mũi sau khi làm một tí thôi ha. Và bây giờ là tất cả những cái hình ảnh này mình sẽ một chút xíu mình sẽ trực tiếp kết quả lại nha. Và xin chào và tạm biệt mọi người đã theo dõi livestream này nha. Xin thì em cảm ơn mọi người đã xem cái buổi livestream này, thì em xin kết thúc livestream nha, để em giữ im lặng cho bác sĩ vào phòng phẫu thuật nha mọi người. Em cảm ơn mọi người đã xem livestream ạ.